Thưa quý vị và các bạn, vâng lời Bác dạy, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ vẻ vang. Thời gian qua, cán bộ y tế đã thực hiện tốt 12 điều y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Câu chuyện về cán bộ y tế Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ là một điển hình như thế. Những hình ảnh như thế này quá quen thuộc tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ. Sau một lúc vật lộn, cuối cùng bệnh nhân cũng được cố định trên giường bệnh. Đây là liệu pháp bắt buộc đối với những bệnh nhân loạn thần nặng. Ví dụ như là xé quần áo, đạp cán bộ y tế, hoặc là nặng hơn là cắn vào gì tay chân này, hoặc là gì người của cả nhân viên y tế, và có thể là sử dụng một số những cái vật dụng sắc nhọn, ví dụ như dao, thìa, dĩa, đấy, đâm vào gì cán bộ y tế. Bệnh nhân tâm thần thường không làm chủ được những hành vi, tác phong, cảm xúc và lời nói. Vì vậy mà nhiều cán bộ nơi đây đã bị bệnh nhân đánh. Nhưng với tinh thần điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim, mỗi cán bộ y bác sĩ vẫn tận tâm với người bệnh. Tinh thần, thái độ phục vụ là một trong những yếu tố quyết định sự tin tưởng của người bệnh. Anh em bác sĩ cũng như điều dưỡng cán bộ của khoa thì luôn nhiệt huyết trong công tác chăm sóc và điều trị người bệnh. Không quản ngại những cái khó khăn, những cái vất vả. Nhiều hôm là bệnh nhân đêm hôm cũng như ban ngày là trốn viện. Đấy, cán bộ y tế và bác sĩ điều dưỡng cũng phải đi tìm. Người bệnh đến với bệnh viện của chúng tôi là được chăm sóc toàn diện. Nhiều khi cũng không có người nhà mà chúng tôi cũng tự phải chăm sóc các khâu từ ăn uống, tắm giặt, thuốc dùng đến tận dạ dày của bệnh nhân. Bên cạnh xác định là cái việc là dùng thuốc bằng hóa dược quan trọng, nhưng cái việc chăm sóc và động viên tư tưởng của bệnh nhân cũng rất quan trọng. Với đặc thù là bệnh viện chuyên khoa chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân dân trong tỉnh, đối tượng bệnh nhân tâm thần còn gặp nhiều khó khăn. Tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ thường xuyên quan tâm chăm sóc người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, với những việc làm cụ thể như hàng tháng ủng hộ quỹ từ thiện của bệnh viện để cung cấp suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Song song với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện còn đặc biệt chú trọng về tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Chăm sóc của bà nhà tôi ấy là rất chu đáo, và là thuốc men đầy đủ và hướng dẫn cách điều trị, phục hồi vậy là sức khỏe cũng như là trí tuệ được vậy là nhanh hồi phục. Với tinh thần chăm sóc bệnh nhân tâm thần bằng tình thương và trách nhiệm, thời gian tới, Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần, động kinh. Đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng đỡ tinh thần người yếu thế để họ có cuộc sống ngày càng tốt hơn.